Xin chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem video của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiết kiểm tra, bài kiểm tra cho tuần 21 để các em nắm chắc hơn về kiến thức đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có tuần 21, chúng ta sẽ học những bài nào liên quan đến luyện tập về tính diện tích này, liên quan đến bài luyện tập chung này, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Sau khi các em học xong các bài này thì chúng ta sẽ làm bài tiết kiểm tra. Các em có thể cuối tuần ấy, giáo viên có thể ra cho các em các bài kiểm tra. Đấy, có thể ra các em các bài kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần chẳng hạn. Đấy, hoặc là cũng có thể có các cái phiếu bài kiểm tra, hoặc bất chợt giáo viên có thể kiểm tra các em các bài cuối tuần. Tuy nhiên, nếu như mà ở trường nào các học sinh không có bài kiểm tra cuối tuần ấy, thì các em cũng nên, các bậc phụ huynh và các em cũng nên cho các con em của chúng ta học theo cái chương trình kiểm tra này. Bởi vì nó rất là hữu ích, giúp cho các em ôn lại toàn bộ kiến thức ở trong tuần. Đúng không ạ? Bây giờ bài đầu tiên này. Bài đầu tiên, nếu như mà các bạn không có đề bài ấy, thì sau khi mà các em xem thì các em hãy dừng bài giảng lại một chút, các em làm xong đấy thì các em đối chiếu luôn cái phần chữ ở phía dưới, rồi lại đến bài thứ hai thì các em cũng xem đề, xong rồi các em dừng lại, xong đấy rồi chúng ta lại tiếp tục xem phần đáp án của chữa, đúng không nào? Như vậy cho đến hết bài số 1 như sau này. Tính diện tích của cái hình bên như này. Các kích thước thì được ghi như ở trong hình vẽ ở đây rồi. Đấy, vậy bây giờ thì các bạn mà không có cái quyển sách giống của cô ở đây thì các bạn hãy dừng bài giảng lại một chút và chúng ta làm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm nhé. Để hướng dẫn làm này thì để làm được cái bài này thì các em hãy chúng ta sẽ phải nối đúng không ạ? Ta phải đưa cái bài này, các em nối làm sao để đưa về các cái hình mà chúng ta đã học, đúng không? Như vậy cô sẽ kéo dài cái cạnh này ra này. Đây, cô kéo dài để cô chia. Đấy, xong rồi đây cô tiếp tục kéo cái này ra, đúng không? Chia như vậy thì cô sẽ được phía bên trên này là một hình chữ nhật, phía bên dưới này là cũng là một hình chữ nhật và đây cũng là một hình chữ nhật. Ta được ba hình chữ nhật, đúng không ạ? Vậy diện tích của cả cái hình này thì các em sẽ cộng diện tích của ba hình chữ nhật này, đúng không? Vậy để tính diện tích của hình chữ nhật thì các em nên đặt tên, các em đặt luôn điểm. Ví dụ cô đặt đây là A này, B này, C này, D này, được chưa? Là hình chữ nhật này. Rồi D này, E này, F này. Đây là điểm G này, đúng không? Được hình chữ nhật thứ hai này. F rồi nha, thì đây cô đặt là M này, đây N này, đây điểm T này, đúng không? Đấy, các em nên đặt các cái điểm như này để chúng ta tính diện tích là dễ, đúng chưa? Vậy đầu tiên các em sẽ có là diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D. Rồi các em cộng với diện tích của hình chữ nhật D, E, F, G. Rồi các em tiếp tục cộng với hình chữ nhật là F, M, N, T. Các em cộng 3 hình chữ nhật này thì sẽ ra được toàn bộ diện tích, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là đầu tiên là diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D. Diện tích hình chữ nhật A, B, C, D. Vậy muốn tìm diện tích thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không ạ? Vậy các em lấy 8 nhân 4 bằng 32. Đơn vị của chúng ta sẽ là cm vuông. Tìm được diện tích của A, B, C, D rồi, các em tiếp tục diện tích của D, E, F, G. Diện tích cũng là hình chữ nhật. Là D, E, F, G. Hình chữ nhật này thì các em lấy, muốn tìm diện tích của hình chữ nhật DEFG ấy thì các em phải tìm được cạnh DE, đúng không ạ? Cạnh DE này này thì nó sẽ bằng 8 cộng với 12, đúng không? 8 cộng với 12 thì nó sẽ ra chiều dài.
đúng không ạ? 8 này cộng với 12 này thì sẽ ra chiều dài, đúng không ạ? Chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều rộng đây này, chiều rộng từ đây đến đây là 6 đúng không ạ? Đoạn này là bằng 3. Như vậy là cái đoạn này sẽ bằng cái đoạn từ đây đến đây này, đấy bằng 6 trừ đi đoạn này. Trừ đi đoạn này. Đoạn này thì bằng đoạn này này, bằng 3. Như vậy nó sẽ 6 trừ đi 3. Đúng không? Như vậy thì 8 này. 8 cộng với 12 thì bằng 20, 20 nhân với 3 thì bằng 60. Đơn vị là cm vuông. Đúng không ạ? Tiếp theo là các em sẽ tìm diện tích của hình chữ nhật là MNTF. Đúng không nào? Hình chữ nhật cô viết tắt nha. MNTF. Như vậy MNTF thì cái đoạn này bằng 3 nhân với 6. 18 cm vuông. Các em tìm được 3 cái diện tích rồi. Các em lấy tổng 3 cái này các em cộng với nhau thì sẽ ra diện tích của hình bên. Đúng không ạ? Diện tích hình bên thì em lấy 3 này cộng, tức là bằng 32 này. Các em cộng với 60 rồi cộng với 18. 32 cộng với 18 thì bằng 50, cộng với 60 như vậy bằng 110 cm vuông. Đúng không ạ? Vậy đáp số của ta ở đây sẽ bằng 110 cm vuông. Đáp số 110 cm vuông. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện xong được bài tập số 1. Các em có thể dừng bài giảng lại một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 như sau. Một mảnh đất có hình dạng và kích thước như bên, tính diện tích của mảnh đất đó. Đấy, vậy các bạn cũng có thể dừng lại một chút để chúng ta làm. Đúng không? Thế bây giờ các em có thể dừng lại để các em chia cái hình này này thành những cái hình quen thuộc để chúng ta làm, đúng không ạ? Vậy bây giờ cô sẽ chia như sau. Cô nối B với D. Cô nối B với D thì cái hình này nó sẽ được chia thành hai hình tam giác vuông. Hai tam giác vuông. Đúng không ạ? Vậy các em tính diện tích của hai cái tam giác vuông này, các em cộng vào với nhau thì nó sẽ ra được diện tích của cái mảnh đất, đúng không ạ? Vậy diện tích của tam giác ABD này thì các em lấy đáy nhân chiều cao chia 2, đúng không ạ? Rồi cái này thì cũng lấy đáy nhân chiều cao chia 2, cộng lại thì sẽ ra được toàn bộ diện tích, đúng không ạ? Vậy diện tích của tam giác ABD, diện tích của cái tam giác ABD là này. Diện tích của tam giác ABD thì tam giác vuông, vậy các em lấy 35 nhân với 38, tất cả chia 2. Bằng 665 mét vuông. Tiếp theo các em tìm cho cô diện tích của tam giác BCD. Diện tích của tam giác này BCD này, diện tích thì cũng bằng đáy nhân chiều cao chia 2, tức là 28. Kem nhân 40. Tất cả chia 2. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng là 560. Vậy như cô đã phân tích thì diện tích của cái mảnh đất sẽ bằng tổng hai cái này, đúng không ạ? Vậy diện tích của mảnh đất kem tìm tổng, vậy sẽ bằng là 665 cộng với 560. Kết quả sẽ bằng 1225. Đơn vị là mét vuông. Và các em đáp số
tháp số là 1225 m². Chưa? Như vậy là ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Trong cái bộ đề kiểm tra này theo tuần cho các em ấy thì có rất là nhiều các bài nâng cao ở trong này đấy các em nhá. Nên là rất là hữu ích cho những cái bạn nào mà vừa học ôn vừa học các cái bài nâng cao. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang bài tập số 3. Những bạn nào làm đúng hết thì các bạn hãy comment để cô biết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 này. Đây. Đây các bạn không có sách thì hãy dừng lại để chúng ta làm một chút đã nhá. Một hình vuông có chu vi bằng 64. Đây, cái hình vuông này có chu vi bằng 64. Hai nửa hình tròn có đường kính bằng cạnh của hình vuông. Đây là một nửa hình tròn này. Đây tiếp tục một nửa hình tròn nữa này. Tính diện tích của phần tô đậm, tức là chúng ta sau khi chúng ta nhìn vào hình thì chúng ta sẽ thấy như nào? Diện tích phần tô đậm đây. Như vậy nó sẽ bằng diện tích của hình vuông trừ đi 2 phần diện tích hình tròn. Hai cái diện tích hình tròn này chính là diện tích của cả hình tròn. Đúng không ạ? Hai nửa thì nó sẽ tạo thành một đường tròn. Vậy các em sẽ tính diện tích của hình vuông trừ đi diện tích một hình tròn thì sẽ ra được diện tích phần tô đậm. Đúng không ạ? Như vậy, muốn tìm được cái diện tích của hình vuông thì trước tiên các em phải tìm cho cô cạnh của hình vuông. Đúng nào? Vậy chúng ta có cạnh hình vuông này. Chu vi của hình vuông thì bằng một cạnh nhân với 4. Như vậy các em lấy chu vi, các em chia cho 4 thì sẽ ra được một cạnh của hình vuông, đúng không ạ? 64 chia 4 thì bằng 16. Như vậy mỗi cạnh hình vuông sẽ là 16 cm. Và mỗi cạnh hình vuông này chính là đường kính của hình tròn. Như vậy các em sẽ tìm tiếp theo là bán kính của hình tròn. Tìm luôn bán kính của hình tròn. Bán kính hình tròn thì các em lấy đường kính là 16, các em chia 2 ra. Như vậy nó sẽ bằng 8 cm. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm là diện tích của hình vuông và diện tích một hình tròn, đúng không ạ? Ta có diện tích hình vuông. Diện tích của cái hình vuông này thì sẽ bằng lấy cạnh nhân cạnh, đúng không? Như vậy thì diện tích hình vuông thì em lấy 16 nhân 16. Vậy 16 nhân với 16 thì kết quả sẽ bằng 256 cm². Tìm được diện tích hình vuông rồi, các em tìm cho cô diện tích hình tròn. Diện tích hình tròn này là diện tích của cả hình tròn luôn đấy, đúng không? Vậy diện tích hình tròn thì các em lấy bán kính nhân với bán kính nhân 3,14, đúng chưa? Vậy bằng 8 nhân với 8 rồi nhân tiếp với 3,14. 8 nhân 8 bằng 64 nhân 3,14 bằng 200,96. Tìm được cái diện tích hình tròn rồi thì chúng ta sẽ tìm diện tích của phần tô đậm sẽ bằng diện tích hình vuông trừ đi diện tích hình tròn. Đúng không ạ? Diện tích phần tô đậm. Vậy diện tích hình tô đậm thì phần tô đậm thì các em sẽ lấy diện tích hình vuông là 256, các em trừ đi diện tích hình tròn 200,96. 256 trừ đi 200,96 thì kết quả sẽ bằng là 55,04 đơn vị cm vuông. Đáp số của chúng ta sẽ bằng 55,04. Đấy. Các em có làm đúng được bài 3 không thì comment để có biết nhá. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3 này. Bạn nào cần thì có thể dừng bài giảng của cô lại một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 4. Bài tập số 4 là một bài khá là nâng cao một chút nha các em. Bài tập số 4, số 5 là bài tập khá nâng cao.
Đấy. Cô có bài 4 như sau. Cho cái hình thang là A, B, C, D. Đây là hình thang. Biết rằng AB thì bằng 1 phần 3 CD. AB bằng 1 phần 3 CD tức là CD gấp 3 lần AB. Được chưa? Hai đường chéo là AC và BD cắt nhau ở điểm O. Cắt nhau ở điểm O. Kem tính cho cô diện tích của hình thang ABCD. Biết rằng diện tích của cái tam giác ABC thì bằng 36. Và bây giờ với bài này thì các em sẽ làm như thế nào ở đây? Làm như thế nào? Như vậy này. Các bạn có thể dừng bài giảng lại một chút nhá để chúng ta làm. Đúng không? Dừng video lại một chút để chúng ta làm, sau đấy sẽ đối chiếu với bài chữa này. Vậy chúng ta đây. Cô kéo dài AB ra. Cô kéo dài ra AB ra một chút. Đúng không? Cô vẽ đường cao CD, CH chẳng hạn. CH này chính là gì? Đường cao đây này, đây là đáy này. Thì đây là đường cao đúng không ạ? Vậy đường cao của cái tam giác ABC cũng chính là đường cao của hình thang luôn. Đây này, đường cao thì nó sẽ vuông góc với hai cạnh đáy, đúng không ạ? Vậy này, đây cái này nó cũng vuông góc này này. Đúng không? Như vậy thì CH này vừa vuông góc với lại là AB, nó cũng vuông góc với CD. Như vậy CH chính là đường cao của tam giác ABC và cũng chính là đường cao của hình thang ABCD. Đấy, cô nhắc các em như vậy để các em chú ý trong quá trình chúng ta làm. Bây giờ chúng ta sẽ có cái bài làm của chúng ta như sau. Ta có là cái diện tích của tam giác ABC này. Diện tích của tam giác ABC gọi CH là đường cao, đúng không ạ? Các em gọi CH là đường cao của tam giác ABC. Thì nó cũng là đường cao của hình thang ABCD. Cũng là đường cao của cái hình thang ABCD. Được chưa? Vậy thì ta có là diện tích của tam giác ABC này. Diện tích của tam giác ABC Diện tích của tam giác thì các em sẽ lấy đáy nhân với kiểu chiều cao rồi các em chia cho 2, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng CH nhân với cạnh AB. Chỉ đến AB thôi nhá. Còn bạn nào nhân AH là sai nhá. Nếu mà nhân AH thì nó không phải là diện tích của tam giác ABC nữa mà nó lại là diện tích của ACH rồi. Đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng là CH này, là đáy này, nhân với chiều cao AB này. Tất cả chia 2. Đúng không? Và cái này thì đề bài người ta cho bằng 36. Bằng 36 cm vuông. Đúng không ạ? Như vậy thì từ đây các em sẽ suy ra được CH nhân với AB. Đúng chưa? Suy ra là CH nhân với đoạn AB thì sẽ bằng 36 nhân 2. 36 nhân 2 thì có phải là bằng 72 cm vuông không? Đúng chưa? Vậy chúng ta đã tìm được CH nhân với AB rồi. Bây giờ chúng ta mới có diện tích của hình thang ABCD. Diện tích của cái hình thang ABCD sẽ là, bài này hơi nâng cao đúng không ạ? Đấy, vậy ABCD thì các em lấy đáy, hai đáy cộng với nhau nhân với chiều cao chia 2. Đúng không? Như vậy nó sẽ bằng cạnh AB này cộng với cạnh CD này. Tất cả nhân với chiều cao là CH này. Rồi chia cho 2. Đúng không? Như vậy này, các em thay đoạn CD. CD thì gấp 3 lần AB. Đúng không ạ? CD này thì gấp 3 lần cái đoạn AB. Như vậy thì sẽ bằng AB
cộng với 3 lần đoạn AB nữa thì nó sẽ ra được đoạn CD. Đúng nào? Rồi nhân với CH và chia cho 2. Đúng không? Như vậy thì ta có AB cộng với 3 lần AB, tức là mấy lần AB các em? 1 lần AB cộng thêm 3 lần AB nữa thì bằng 4 lần AB. Đúng chưa ạ? Đây, cái này, cái đoạn CD thì bằng 3 nhân với đoạn AB, gấp 3 lần đoạn AB mà. Đúng không ạ? 3 nhân với AB cộng với thêm 1 lần AB nữa thì nó sẽ bằng 4 nhân với AB. Đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng là 4 nhân với AB nhân tiếp với CH rồi chia cho 2. Vậy các em nhìn ở phía trên thì chúng ta thấy là CH này, CH nhân với AB các em tính bằng 72 ở phía trên rồi. Như vậy thì nó sẽ bằng gì? 4 này nhân với cái đoạn này chúng ta đã tính ở phía trên là bằng 72. Vậy 4 nhân với 72 rồi các em chia 2. Đúng không ạ? Như vậy 4 nhân 72 chia 2 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 144. 144 đơn vị của chúng ta sẽ là cm vuông. Vậy đáp số, cái diện tích của hình thang chúng ta sẽ bằng 144 cm vuông. Đấy. À, như cô nói ngay từ đầu thì bài 4 là bài nâng cao. Và bạn nào làm đúng được bài 4 thì comment để cô biết nhé, xem thử sức học của các em đến đâu nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 5. Ta sẽ có bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5 này, bạn nào cần thì có thể dừng cái video lại một chút để các em xem bài tập số 5 nhé. Bài số 5 là cho hình vuông ABCD. BE thì sẽ bằng 1/3 của BC, tức là BC gấp 3 lần BE. Nó tương tự như bài tập số 4 đấy các em. Biết diện tích của tam giác ABE thì bằng 16,35 cm vuông. Yêu cầu các em tìm diện tích của hình vuông. Diện tích hình vuông. Đúng chưa? Như vậy này. Như vậy thì ta có là cái đoạn BE này này. BE bằng 1/3 của BC, tức là BC gấp 3 lần BE. Đúng không ạ? Mà BC với AB bằng nhau, tức là AB gấp 3 lần gì? AB gấp 3 lần BE. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta phân tích là như vậy. Vậy thì ta có cái diện tích của cái tam giác ABE. Diện tích của tam giác ABE thì sẽ bằng đáy này nhân với chiều cao chia 2, tức là sẽ bằng AB nhân với đoạn BE tất cả chia 2. Đúng không? Mà AB này thì gấp 3 lần BE. Hoặc là các em để như thế này cũng được. Vậy thì cái đề này ở đây người ta đã cho là bằng 16,35 cm vuông. Biết được như này rồi thì các em có suy ra được AB nhân với BE không? Như vậy từ đây các em sẽ suy ra cái đoạn AB nhân với đoạn BE thì sẽ bằng, các em lấy 16,35 các em nhân 2 lên thì sẽ bằng là AB nhân với BE, tức là bằng 32,7. Đơn vị của chúng ta là cm vuông. Tìm được cái tích của hai cái này nhân với nhau. Vậy chúng ta sẽ có diện tích của cái tam giác diện tích của hình vuông ABCD. Diện tích của hình vuông ABCD thì chính bằng là AB này nhân với lại đoạn BC. Đúng không? Thế nhưng mà các em biết là BC thì lại gấp 3 lần BE, đúng không? Như vậy là bằng AB này nhân với lại là BE này rồi nhân với 3 lên. Đúng không? Vì cái đoạn BC này gấp 3 lần BE. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có AB nhân với BE thì bằng bao nhiêu rồi? 32,7. Như vậy các em lấy 32,7 các em nhân 3 lên. Đúng không ạ? Vậy 32,7 nhân 3 thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 98,1. Đáp số của chúng ta sẽ bằng 98,1 cm vuông. Đáp số.
sẽ là 98,1 cm². Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 5. Đây. Các em hãy đối chiếu với bài làm của các em nhé. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 6 nhé. Đây, bài tập số 6 các em hãy suy nghĩ một chút để chúng ta chọn đáp án cho đúng này. Bài tập số 6 như sau. Hình hộp chữ nhật là một hình lập phương đặc biệt. Hình hộp chữ nhật thì nó có thể là hình lập phương được không các em? Không đúng không ạ? Bởi vì hình hộp chữ nhật thì nó không thể có các cái mặt bằng nhau được. Đúng không? Còn hình lập phương thì nó là một trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật. Là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Thì cái trường hợp B này là đúng này. Các em có thể hiểu hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt là đúng. Đúng ạ? Bởi vì là nó là một cái hình hộp chữ nhật mà có tất cả các mặt đều bằng nhau. Đúng không? Vậy đáp án đúng chính là đáp án B này. Đáp án C này. Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông thì nó là hình lập phương. Như vậy đây, cô giả sử hai cái này đã tạo thành một hình hộp chữ nhật. Đúng không nào? Đây, tạo thành một hình hộp chữ nhật. Có một đáy này, có một đáy này là hình vuông. Nhưng mà cái hình này nó vẫn là hình hộp chữ nhật chứ nó không phải là hình vuông. Đúng không? Đây, có một đáy là hình vuông đây. Nhưng mà tổng quan lại thì nó vẫn là hình hộp chữ nhật thôi. Đúng chưa? Thì câu C không thể là một đáp án đúng được. Câu D này, hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình chữ nhật bằng nhau. Đây, các em nhìn đây là một hình hộp chữ nhật đúng không? Đúng không? Thế ở đây này, chúng ta chỉ có các mặt đối diện nó bằng nhau thôi. Mặt này này thì nó sẽ bằng mặt dưới này. Hai mặt bên này bằng nhau này, đúng không? Hai mặt bên này bằng nhau. Đúng rồi, chứ 6 mặt của nó không hoàn toàn bằng nhau. Đúng không nào? Đấy, như vậy là đáp án C và đáp án D cũng là các đáp án sai, chỉ có một đáp án đúng là đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 7. Chúng ta có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, tính diện tích xung quanh và diện tích hình toàn phần của hình A và hình B. Thì ở đây, nhớ lại công thức. Em nhớ lại công thức cho cô. Vậy muốn tìm diện tích xung quanh thì các em lấy của hình hộp chữ nhật, các em lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Đúng không? Chu vi đáy nhân với chiều cao này. Như vậy chúng ta có hình A này. Chu vi đáy sẽ là 12 cộng với 7. Đúng không ạ? Tất cả nhân với 2. Chu vi đáy tức là lấy chiều dài cộng chiều rộng, tất cả nhân 2. Đúng không ạ? Đây là chu vi đáy. Rồi nhân với chiều cao thì sẽ ra được diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh. Đúng không ạ? Vậy ở đây sẽ bằng là 19 nhân với 2 rồi nhân với 8. Vậy kết quả sẽ bằng 304 cm². Còn diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì sẽ bằng chu vi đáy diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai mặt đáy, đúng không ạ? Vậy diện tích xung quanh là 304 này. Hai mặt đáy đúng không ạ? Đáy thì lấy là 12 nhân với 7. Đây là diện tích của một mặt đáy, kem nhân 2 nữa để ra hai đáy. Đúng không? Vậy lấy 12 nhân 7 nhân 2 cộng với 304 sẽ bằng 472. Nhớ thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Vậy kết quả của ta sẽ bằng 472. 472. Vậy hình A chúng ta sẽ điền là 304. Diện tích xung quanh là 304 cm². Diện tích toàn phần là 472 cm². Sang hình B, các cái giá trị này cùng đơn vị rồi thì em tính tương tự câu A. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có diện tích xung quanh. Chu vi đáy là 18,5 cộng với 12. Tất cả nhân với 2 thì sẽ được chu vi đáy. Kem nhân với chiều cao ở đây là 15. Chu vi đáy nhân chiều cao thì sẽ là diện tích xung quanh, đúng không? 18,5 cộng 12. 30,5 nhân 2 nhân 15. 915. 915 dm². Rồi chúng ta sẽ có diện tích toàn phần thì sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai đáy, đúng không ạ? Diện tích xung quanh là bằng 915.
Diện tích hai đáy thì bằng 18,5 nhân với 12 rồi nhân với 2. Đúng không ạ? 18,5 nhân 12 ở đây là một đáy, nhân với 2 để được hai đáy, đúng không? Vậy nó bằng 915 cộng 18,5 nhân 2 nhân 12 nhân 2. 1359. 1359 decimet vuông. Chú ý là trong cái bài toán ta có phép nhân và phép cộng thì em tính phép nhân trước, phép cộng sau. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền đáp án chính là 915 này. Decimet vuông này. Và 1359 decimet vuông. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 7. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 8 này. Bài tập số 8 như sau. Các em có thể dừng bài giảng lại một chút để làm nhé. Sau đấy thì sẽ đối chiếu với bài chữa của cô được không nào? Như vậy, ta có này. Người ta lăn sơn phía trong bốn mặt xung quanh và trần của một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài. Tức là người ta sẽ sơn thì người ta sẽ sơn bốn cái bức tường. Đồng thời sơn ở phía bên trần nhà. Rồi người ta trừ đi cái phần cửa sổ. Đúng không nào? Biết là cái căn phòng này có chiều dài 9,6, rộng 4,5 và chiều cao 4m. Như vậy các em sẽ tìm diện tích xung quanh này cộng với diện tích của một cái mặt trần, tức là diện tích của một mặt đáy thôi. Đúng không ạ? Thay vì hai đáy thì chúng ta chỉ tìm diện tích xung quanh và diện tích của một đáy, bởi vì chúng ta chỉ sơn ở phần trần nhà thôi. Còn phía dưới sàn nhà thì thường bây giờ thì người ta sẽ gì? Lát gạch hoa đúng không? Đấy, nên là chúng ta sẽ cô nhắc lại là chúng ta sẽ chỉ tìm diện tích xung quanh này cộng với diện tích của một mặt đáy này. Sau đấy các em sẽ trừ đi cái phần diện tích của cửa ra vào và cửa sổ thì sẽ ra được cái diện tích của chúng ta cần phải lăn sơn. Các em đã tưởng tượng ra chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhá. Trước tiên thì các em sẽ tìm diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, đúng không ạ? Tức là bằng chiều dài là 9,6 này. 9,6 rộng 4,5 cao 4. Thì các em lấy 9,6 cộng với 4,5. Các em nhân 2 thì được chu vi đáy nhân với chiều cao 4 nữa. Đúng không ạ? Vậy 9,6 cộng 4,5 tất cả nhân 2 nhân với 4 bằng 112,8. Bằng 112,8 đơn vị là mét vuông. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm diện tích của gì? Của một đáy đúng không ạ? Diện tích của trần nhà đấy. Trần nhà chính là diện tích của một đáy. Vậy các em lấy chiều dài nhân chiều rộng thôi. 9,6 nhân 4,5. Bằng 43,2. Vậy chúng ta đã tìm được diện tích của 4 bức tường xung quanh này cộng với diện tích của trần rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tổng diện tích này trừ đi cái phần diện tích của cửa thì sẽ ra được diện tích cần lăn sơn. Đúng không ạ? Diện tích cần lăn sơn. Các em lấy tổng hai diện tích là 112 này, 8. Các em cộng với 43,2. Các em trừ đi diện tích của cửa sổ và cửa ra vào là 7. 43,2 cộng với 112,8 trừ đi 7. Kết quả sẽ bằng 149 mét vuông. Như vậy chúng ta sẽ cần lăn sơn 149 mét vuông. Đáp số là 149 mét vuông. Được chưa ạ?
Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa làm thử một cái đề kiểm tra sau cái tuần học thứ 21. Được chưa nào? Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.